We are in the best Mental Development Academy. Con tên là Nguyễn Bích Thảo, con đang học cấp độ cuối cùng ở trung tâm eSmart Nguyễn Khuyến. Sau khi học xong eSmart thì con cảm thấy con học tốt hơn tất cả các môn ở trường và con rất thích học eSmart. Bây giờ Bích Thảo sẽ tính tư duy và phép tính cho con xem nhé. Vâng ạ. Chuẩn bị. 367 trừ 252 cộng 554 trừ 614 cộng 241 trừ 185 cộng 585 trừ 141 cộng 423 680 trừ 553 cộng 354 trừ 459 cộng 599 trừ 580 cộng 960 trừ 424 cộng 432 trừ 110 cộng 702 bằng 2579. Chính xác. We are in the best Mental Development Academy.